Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 837 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Tập 836 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa ức chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Vân, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Vũ Long các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó Thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com Hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm Để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở chợ Lách Bến Tre và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn và hai chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Khi đó là bạn còn nhỏ chỉ mới 6 7 tuổi mà thôi. Câu chuyện đầu tiên xảy ra bên nhà của cậu mợ tư của bạn. Chuyện này xảy ra cách cách đây 20 năm về trước Bạn kể rằng cậu Tư á, là em ruột của mẹ bạn luôn Trước đây khi mà cậu Tư lấy vợ cũng có nhà riêng Rồi sau đó là cậu với lại mợ là có con đầu lòng Khi mà sinh con thì mợ của bạn là vào bệnh viện sinh Mà cái lúc xuất viện là về thẳng nhà của cậu mợ luôn Chứ không có về nhà ở bên gia đình ba mẹ đẻ của mợ Là tại vì bên đây ít người với lại ba mẹ đẻ của mợ là đã lớn tuổi rồi không có nuôi được Thành ra là mợ đã về nhà của cậu mợ luôn

thành ra mẹ thấy vậy mẹ mới là quyết định là sẽ qua để mà phụ lo cho mợ các bạn mẹ qua mẹ nuôi đẻ mà thời điểm đó là bạn chỉ mới 7 tuổi thôi cho nên là mẹ của bạn đã dẫn bạn theo luôn mỗi ngày là cứ sáng là hai mẹ con sẽ qua đây tối khi mà cậu về là hai mẹ con sẽ về mỗi ngày đều như vậy thì mấy ngày đầu hoàn toàn bình thường không có gì xảy ra cả nhưng là tới mấy ngày sau là có chuyện xảy ra chuyện rất là lạ luôn các bạn bạn kể rằng là bên nhà cậu mợ là có buồn ha mà trong buồn là có giường thì mợ với lại em bé là ngủ trên giường ở dưới giường á là có một cái thao đồ thao đồ này á là để bỏ đồ dơ xuống đây đồ dơ của mợ thì để riêng mà đồ dơ của em bé là để riêng đồ dơ em bé là các bạn cũng biết rồi quần áo sơ sinh rồi tả lót rồi nón rồi bao tay bao chân thì mỗi ngày buổi sáng á là cậu của bạn hoặc là mẹ của bạn sẽ đem thao đồ em bé để mà đi giặt các bạn thì bình thường hoàn toàn không có gì xảy ra nhưng cho tới hôm đó buổi sáng cậu mới vô cậu lấy cái thao ra để mà giặt và khi mà cậu lấy thao ra cậu nhìn vô trong những cái bộ đồ cậu giật mình cậu hết hồn là tại vì á là đồ em bé lúc này á sao mà tự nhiên nó dính những cái vết gì rất là kỳ lạ cậu mới lấy ra cậu coi thì nó dính giống như là cái vết máu vậy các bạn mà không phải là vết máu mà nhiễu giọt 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 vô hay là mình đụng trúng cái vết máu mà nó dính một đốm còn đằng này á là nó dính theo vệt các bạn theo giống như là ai mà liếm vô trong đồ á rồi á là nó để lại cái nước như là cái nước máu gì đó mà nó đỏ 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 mà trong khi đồ của mợ của bạn là không có để chung đồ em bé để riêng thì làm sao mà dính máu mà trong khi em bé thì đâu bị thương gì đâu mà dính hết nha các bạn nón cũng dính bao tay bao chân cũng dính quần quần cũng dính áo cũng dính cái tả lót cũng dính thì lúc này á là cậu mới hỏi mợ cậu hỏi rằng á là ủa em ơi em ơi em coi cái những cái vết này là vết gì vậy sao tự nhiên đồ con mình dính cái gì vậy em thì khi đó là mở mới dòm và mở nó ra Ủa vết này vết gì vậy anh sao kỳ vậy Lúc em thai ra cho con á là nó đâu có dính đâu mà các bạn biết rồi em bé thì nó nó đi tiểu với lại nó ị rất là nhiều mà khi coi á thì những cái vết ị mà dính phân á các bạn không còn bị liếm hết trơn luôn và để lại là những cái vệt máu vệt máu vệt máu vậy nè Lúc đó là cậu của bạn á là không biết có phải là máu hay không tại vì cái màu nó giống như là màu máu cho nên là cậu của bạn mới lấy đại một cái áo để mà hửi. Và khi hửi thì cái mùi nó tanh y như là mùi máu, cậu mới nói rằng á trời vết máu em ơi. Trời sao kỳ vậy? cái mợ á mợ mới nói rằng đó là ủa đồ của em hồi xưa các bạn biết sản phụ sinh con á là đau sướng như bây giờ bây giờ là gì cũng có băng vệ sinh mà dành cho người mới sanh mama đó là nó dày và hả mình chỉ cần lót vô đầy mình đi bỏ thôi chứ hồi xưa người ta cực hơn mà ở quê nữa cho nên nó là người ta một là người ta xài bạch tuyết hai á là người ta lót đại một cái miếng giải đen vậy đó rồi á hả là đem cái miếng giải đi giặt thôi thì mở mới nói rằng là đồ của em em đâu có để chung với đồ con đâu mà dính máu mà cái vết này cũng không phải là cái vết mà dính đụng 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 vô dính đằng này là cái vết mà nó dài 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 mà quần áo coi như dính tùm lum hết thì lúc đó là cậu mở đang quan mang cái ba mẹ với lại bạn mới qua và khi mẹ qua thì cậu mới đưa nói rằng là chị ơi chị chị coi giùm em coi sao tự nhiên đồ con em dính cái gì mà cái màu y như là màu máu mà em hửi mùi là mùi tanh của máu chị coi thử giùm em lúc đó là mẹ của bạn mới coi và khi đó mẹ coi kỹ lắm nha thì mẹ nói ủa cái này dính máu mà ủa sao dính tùm lum vậy em bé có bị không mà sao dính tùm lum vậy thì cậu mở nó rằng không con em đâu bị thương gì đâu cái mẹ mới nói hả là hay là có con gì chó gì nó liếm hay không hoặc là con gì nó chui vô nhà nó liếm thì cậu cãi của nó làm gì có con gì nhà thì không nuôi con gì hết mà tối em ngủ em đóng cửa cẩn thận lắm Đâu thể nào mà con gì nó chung vô được Mà thí dụ như nếu mà nó có chung vô được á Thì nó có liếm đồ em bé đi chăng nữa Cũng không có để lại gì mà tùm lum như vậy Xong cái quan mang Nhưng mà mẹ kêu rằng là thôi đem đi giặt đi Thì cũng đem đi giặt ha Thì nguyên cái ngày hôm đó quan mang Không biết đó là cái gì các bạn Cho tới cái ngày hôm sau Và tới ngày hôm sau cũng như trang vậy Cậu vô cậu lấy đồ giặt đó là Ý xì như vậy các bạn từng món đồ đều bị dính như vậy hết như là cái vết máu vậy đó thì cậu quan mang lắm mẹ của bạn cũng vậy sao kỳ vậy trời cái mẹ của bạn mới kêu rằng là đau thử tối nay á mày ngủ á mày rình thử coi sao nhiều khi có con gì á nó chung vô rồi nó liếm vô đồ em bé là sao nhiều khi có con gì chứ sao tự nhiên kỳ cục vậy bắt đầu tối đó cậu mới rình mà khi mà cậu rình á Cậu có thấy con nào đâu các bạn Hoàn toàn có Qua ngày hôm sau cũng y chang như vậy Và cái sự việc như vậy nó liên tục Nó xảy ra trong 7 ngày Thì mẹ của bạn mới nói rằng á là Trời sao kỳ mỗi ngày đều xảy ra Mà bữa giờ mấy ngày 7 ngày rồi Thì nhiều khi tối mày rình Cái mày ngủ Rồi nó vô mày cũng hay Thôi để tối nay tao ngủ lại rồi tao rình coi làm sao thì tối hôm đó là hai mẹ con của bạn ngủ lại xong cái hả là mẹ của bạn rình nhưng mà có thấy gì đâu các bạn hoàn toàn không có gì không có con nào chung vô nhà hết bình thường nhưng sáng xa ra hôm sau là những cái món đồ của em bé lại tiếp tục dính những cái vết đó chợ cái lúc này sợ lắm sợ lắm không biết là hả cái gì quan mang trong người lắm gặp chúng ta chúng ta cũng vậy mà mẹ của bạn cũng đi hỏi người này người kia không ai biết hết trơn á sao kỳ cục vậy cái hả là bình thường á là nấu cơm sẽ nấu dư ra để sáng hôm sau cơm nguội thay chân sáng đó các bạn thì cái hôm đó là cái ngày thứ 8 là cũng nấu dư ra nhưng sáng ra là cậu mới coi cơm á là hư hết ôi thiêu hết đồ ăn dư cũng vậy mà bình thường không có hư vậy mà hôm đó lại hư mà nó hư cơm và những cái vết đó lại tiếp tục xảy ra là trong hai ngày nữa thì mẹ của bạn rất là lo mẹ của bạn mới nói rằng là thôi mẹ ơi chắc kỳ này là để chị về chị đi coi thầy coi làm sao chứ hả tự nhiên tao lo trong bụng quá sợ quá thì để đi coi coi làm sao thì khi mà mẹ qua mẹ xem cái ông thầy á là kể lại cho ông nghe thì ông thầy này ông nghe xong cái ông cười Ông mới nói rằng là cô biết cái đó là cái gì không Thì mẹ mới nói trời không biết mới qua hỏi thầy quan mang mới qua hỏi thầy chứ biết rồi qua làm chi Ông thầy mới nói rằng là cái đó đó Cái vết đó đó là con ma lai con ma lai nó vô nó liếm con ma lai là nó khoái đồ dơ lắm nó vô nó liếm hả là phân của em bé dính vô trong tả đó các bạn liếm phân nè rồi hả là liếm những cái vết máu mà sản dịch của mợ á rồi hả nó liếm xong mấy ngày cái xong nó ăn luôn cái cơm nó liếm luôn cái phần cơm ở phía sau bếp cho nên mới hư cơm như vậy thì khi mà nghe ông thầy nói vậy mẹ của bạn hết hồn mẹ của bạn nói trời thiệt không giả thầy hả nào giờ là cũng có nghe ma lai là nghe ông bà mình kể lại nhưng mà mình không tin tại vì mình nghĩ là ông bà mình kể để cho dọa con nít cho nó sợ thôi chứ làm gì có ma lai hả thầy thì ông thầy nói xong có có nhà của cô mới vậy chứ nếu mà không có nhà cô đâu bị vậy đâu đó cái ông thầy nói vậy thì mẹ của bạn mới nói rằng là chợ thiệt tình nào giờ tuấn tin cái chuyện ma lai nhưng mà bây giờ cái sự việc hy hữu nó xảy ra trong nhà nhà của mình mà ông thầy nói vậy thì mình tin thì thầy mới họ mới hỏi ông thầy rằng là bây giờ phải làm sao thì ông thầy nói dễ lắm về nhà không cần cúng kiến gì hết trơn á chỉ cần là lấy cái nhánh xương rồng á mà lai nó sợ hàng rào kẽm gai Với lại nhánh xương rồng dữ lắm Thì bây giờ cô về á Cô lấy nhánh xương rồng cô treo xung quanh nhà cô Thí dụ như nhà cô hai bên đó Mà có người có nhà khác rồi Thì khỏi treo hai bên Mà treo đằng trước treo đằng sau Cô treo đi là nó không có vô được nó sợ hàng rào lắm là tại vì nó có cái chùm ruột lòng thòng á là nó sợ dính vô trong cái 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 gai của cái kẽm gai hoặc là cái gai của xương rồng dữ lắm thì lúc này mẹ đi về Mẹ mới kể cho cậu Tư nghe Khi cậu Tư nghe thì cậu Tư cũng giống như mẹ Trời làm gì có chuyện ma lai Bắt đầu á là không tin đâu Nhưng mà thôi bây giờ thầy ổng chỉ vậy Thì thử làm coi làm sao Bắt đầu cậu của bạn cũng đi kiếm xương rồng Chặt về xong treo vòng vòng Mà cậu kỹ hơn cậu còn treo trước cửa buồn của mẹ. Thì các bạn biết sao khi mà treo xong thì từ cái ngày hôm đó là về sau không có bị nữa Không có còn những cái hiện tượng như là dính máu với lại đồ ăn mà hư như vậy nữa các bạn không còn Lúc này gia đình của bạn trời ơi không lẽ ma lai là có thiệt mà Bạn nói cho tới tận bây giờ hai chục năm rồi Xảy ra nó hai chục năm rồi mà trong nhà của bạn á là vẫn còn quan mang Vẫn 50-50 Không tin chuyện ma lai nhưng mà thiệt sự không tin cũng không được tại vì á là nếu mà không phải ma lai á thì con gì mà nếu mà con gì mình có treo cái gì á thì nó cũng vô nhà mình thôi còn đằng này mình treo xương rồng thì nó hết những cái chuyện như vậy cho nên nó là tới tận bây giờ gia đình của bạn không biết rằng có phải là do ma lai hay không thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về nghe nó hy hữu nó khó tin các bạn ha Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra khi mà bạn được 6 tuổi. Bạn kể rằng á là cái lúc đó 6 tuổi thì bạn còn nhỏ lắm. À, cho nên đó là cái ký ức của bạn á là nó chỉ là hơi hơi thôi, nó không có còn nhiều. Nhưng mà trong nhà của bạn đã xảy ra những chuyện gì nè. Bạn nhớ rõ cái ngày hôm đó lắm. Là mẹ của bạn mang thai. Khi mà bạn được 6 tuổi thì mẹ bạn có bầu. Mà do cái thời điểm đó là nó làm ăn nó cũng chưa có sống lại các bạn rồi gia đình cũng còn khó khăn. Cho nên mẹ của bạn đã quyết định rằng á là sẽ không có để sẽ không có để cái thai đó để mà sanh mà sẽ phá cái thai đó. Thì khi mà đi khám vô trong bệnh viện là cái thai này đã gần 4 tháng, 3 tháng mấy gần 4 tháng rồi cho nên nó là trong bệnh viện người ta không có chịu, không có chịu phá, không có chịu nạo các bạn nói rằng á là bây giờ thai đã lớn rồi, hơn 3 tháng là đã lớn rồi. Thôi cô về cô suy nghĩ lại đi. Thì lúc đó là mẹ về Nhưng mà trong cái đầu của mẹ là mẹ nghĩ rằng mình phải phá Tại vì mình, gia đình mình còn khó khăn lắm Mình bây giờ nuôi đứa còn không nổi là bạn đó Nuôi đứa còn không nổi mà giờ đẻ thêm đứa nữa thì không được đâu Mẹ nhất quyết mẹ phá Thì mẹ có một người quen Người quen này mới nói với mẹ rằng á là à, Có cái cái thảo dược Không biết là cái gì mà nói là cái thảo dược uống vô là Nó sẽ trục cái thai ra ngoài mình không có cần đi bệnh viện chỉ cần uống cái đó thôi thì cái người đó mới chỉ mẹ thì mẹ mới tìm cái thảo dược đó để mà mẹ uống và những chuyện mà mẹ làm mẹ đều giấu ba ba hoàn toàn không có biết rằng là mẹ phá thai thì bạn nhớ rằng cái hôm đó nha là buổi chiều mẹ của bạn mới uống uống cái thuốc nó vô xong cái mẹ của bạn đau bụng đau bụng quá trời luôn đau quằn quại mà có gì út của bạn á thì mẹ mới kêu mẹ mới kêu dì út rằng á là bây giờ á dìu chị ra làm sao tại vì nhà của bạn hồi xưa là cái toilet nó cách xa nhà lắm dưới quê mà các bạn thì mẹ mới kêu rằng á là à, em dìu chị ra làm sao chị đi toilet chị đi tiểu mắc tiểu quá đau bụng quá trời thì khi mà đi mà các bạn biết đi chưa tới cái toilet đó mà mẹ mặc cái áo đầm nha các bạn thì bạn kể rằng cái lúc đó thì thấy mẹ đau mình đi theo tò tò tội nghiệp mẹ quá Xong cái là dì Út của bạn mới dèo mà Đi mới có nửa đường Phải đi thêm một khúc nữa mới tới toilet Thì mẹ của bạn là bị đau quá các bạn biết không Bạn nói rằng cái lúc đó bạn chứng kiến ra máu nha Xong cái nó xà ra Em bé rớt ra các bạn Trời ơi bạn nói Khi mà thấy em bé rớt ra mà bạn nói em bé nhỏ xíu à Cỡ bằng cái nhỏ hơn cái cầm tay của bạn chút xíu Lúc đó bạn 6 tuổi thì cái cầm tay cái cầm tay của bạn là... Nhỏ hơn cái cầm tay của bạn là có chút xíu thôi. Thì các bạn biết em bé mà chưa được 4 tháng thì nó còn nhỏ. Lúc đó bạn thấy em bé rớt ra. Xà ra một cái máu me. Em bé rớt ra. Mà bạn nói rằng em bé lúc này nha. Có cu luôn. Bạn nói vậy đó. Là nhìn là có cu. Có hai cái chân, hai cái tay. Mà có dây rúng nhỏ xíu luôn vậy đó ha. Cái bạn đâu có biết đâu. Bạn nhỏ mà. Bạn nói... À, mẹ sinh em bé rồi mẹ sinh em bé rồi bạn không biết cái chuyện là mẹ phá thai mà bạn la làng lên bạn nói A, mẹ sinh em bé rồi mẹ sinh em bé rồi xong cái hả chỗ mẹ đau thì khi đó ba vừa đi làm về ba của bạn hả nghe um sầm sao cái ba mới chạy vô trời ơi ba thấy ba hết hồn các bạn ba đâu có biết cái chuyện mẹ phá thai bà la quá trời ơi sao em làm như vậy sao em làm như vậy vậy em cái mẹ lúc này coi như ngất xỉu các bạn xỉu và sốt luôn thì ba mới hả là kêu xe để mà đưa mẹ đi cấp cứu bạn thì đâu biết đi bạn đâu có biết cái chuyện mẹ phá thai đâu bạn cứ đinh ninh rằng a à, mình có em rồi mình có em rồi mẹ mình sinh em bé rồi sinh rồi bạn nhìn thấy em bé như vậy nó nhỏ xíu thôi còn thấy hả là con trai là có con cu nữa xong cái hả là những cái chuyện sao là giấu bạn hết bạn còn nhỏ quá đâu nói cho bạn nghe là ba của bạn ha lấy em của bạn á đi chôn nhưng mà không có chôn trong phần đất nhà mà lại chôn hả là đất ở đất hoang mà ở, nói chung là cũng trong cái khu vực gia đình bạn sinh sống mà đất đó là không có chủ không biết chủ là ai là chôn cái chỗ bên phần đất đó rồi á là đâu có kể bạn nghe đâu ba của bạn đặt tên cho em bạn là vĩnh biệt đặt tên là vĩnh biệt các bạn thì sau đó là mẹ bạn cũng khỏe rồi về ba của bạn cũng trách móc thì mẹ bạn mới khóc mẹ bạn nói rằng là em cũng muốn vậy nhưng mà do em thấy gia đình mình uh, khó khăn quá cho nên nó là em mới hả là đành đoạn mà bỏ con như vậy thì ba trách là trời ơi mình sinh ra thì mình cũng sẽ khắc là có cách để mà nuôi con thôi em làm vậy tội nghiệp con thì cũng nói qua nói lại mẹ cũng biết lỗi ha thì chuyện đó là coi như xong Chuyện đó coi như xong, không nói nữa Ba của bạn đặt tên cho em bạn là Vĩnh Biệt Chôn bên phần đất nhà người ta Cũng bình thường Cho tới năm bạn 12 tuổi Là 6 năm sau Cái hôm đó Bạn nói rằng là bạn đi học về Thì khi bạn đi học về vừa bước vô nhà Tự nhiên bạn lăn ra Bạn không biết gì luôn mà Sau này được nghe kể lại là Cái lúc bạn lăn ra ha Cái bạn dãy dụa bạn khóc Bạn dãy dụa bạn khóc cái Ba mẹ bạn mới nhào lại hỏi gì với con, gì sao con khóc vậy? Cái hả là bạn mới ngồi bật dậy mà bạn nhìn ba mẹ bạn với ánh mắt rất căm thù. Mấy giờ cái nhìn mẹ bạn á, nói mẹ rằng á là mẹ bỏ con. Mẹ bỏ con, mẹ là mẹ không có thương con, mẹ bỏ con vậy đó, hả là mẹ bỏ con, nói vậy đó cái mẹ hỏi. Con nói gì vậy con? Cái ba mới hỏi, con nói gì vậy? Thì bạn nhìn qua ba. Ba ơi, con nè con là thằng biệt nè ba con là thằng biệt là con của ba mẹ nè con trai của ba mẹ nè mà tại sao vậy ba tại sao ba lại đối xử với con vậy đất nhà mình có mà tại sao á ba không chôn con trong phần đất nhà mình mà ba ba chôn con á là ở bên phần đất nhà người ta rồi á hả là không có cúng kiến gì cho con hết để cho con lạnh lẽo con đói khát lắm mà tại sao nhà mình có đất mà ba không chôn mà chôn ở bên phần đất nhà người ta vậy ba nói vậy các bạn và trách móc rất là nhiều nói rằng tại sao vậy tại sao lại đối xử vậy đó cái hả quay qua mẹ mẹ có nhớ không mẹ bỏ con như thế nào mẹ nhớ không hôm nay nè con về con nhập vô chị con chị hai của con á con nhập vô để con nói cho ba mẹ biết rằng con hận ba mẹ lắm con hận ba mẹ vô cùng không thương con không thương con mà bỏ con rồi còn chôn con ở bên phần đất nhà người khác để cho con đói khát không cúng kiến gì cho con hết con trần truồng con đói khát con lạnh lẽo lắm ba mẹ biết không nói quá trời nói con nói cho ba mẹ biết những cái chuyện mà ba mẹ đã làm ra sau này ba mẹ sẽ nhận cái hậu quả ba mẹ sẽ nhận cái hậu quả là sau này ba mẹ sẽ biết nói vậy các bạn xong rồi bạn ngã ra ngất xỉu cho tới lúc tỉnh dậy bạn không biết gì hết người rất là mệt luôn mẹ bạn khóc quá trời khóc khóc quá trời khóc luôn ba của bạn cũng an ủi bây giờ chuyện đã dĩ lỡ rồi mà bên phần đất nhà người ta thì người ta cũng là đã xây dựng nhà lên rồi cho nên đâu thể nào qua để mà kiếm mà bươi lại đem về đâu các bạn xong cái hả là bạn kể nha tới hai ba năm sau thì mẹ của bạn lại mang thai kỳ này là mẹ bạn mang thai sanh ra một em trai mà em trai của bạn ha rất là đẹp trai như là thiên thần các bạn y như là thiên thần mũi nó cao mắt nó hai mí lông nheo nó cong vút đẹp dữ lắm nhưng mà cho tới lớn á, thì nó lại hả là bị đồng tính luyến ái nó bị đồng tính luyến ái nó thương thằng trai khác rồi xong cái nó về nó làm khổ ba mẹ bạn nó ăn cắp tiền của ba mẹ bạn để mà cho cái người kia mà ba mẹ bạn là coi như đau khổ với nó rất là nhiều nhưng mà nó cứ làm như vậy làm những cái chuyện đau khổ cho gia đình của bạn mà ngộ rằng cái thằng em trai này á tuy rằng bây giờ thì nó mới có nhiêu tuổi đâu chừng 20 tuổi là cùng mà các bạn biết á, là không tới 20 tuổi nó mới mười mấy tuổi à mà trên đầu của nó là có một cái chòm mà giống như là cái chòm tóc cỡ cái ngón tay vậy nè hả mà cái chòm tóc đó lúc nào cũng bạc hết coi như là nhộm nha hoặc là cạo đi cái chòm tóc đó khi mọc ra cũng bạc nhộm đi mấy ngày sau cũng trở lại cái màu bạc mẹ nói rằng đó là cái nghiệp của mẹ phải gánh do là hồi đó mẹ đã bỏ cái người em trước của bạn như vậy bây giờ là gặp đứa này nó giống như nó phá gia chi tử các bạn cho nên nó là cái nghiệp của mẹ phải gánh như vậy rất là đau khổ hả là bi kịch của gia đình bạn hiện giờ thì đây là cái câu chuyện thứ hai bạn hả là đã gửi về cho kênh chúng ta và nhắn nhủ rằng là phá thai là một tội ác mình hả phá thai thì hả là mình sẽ ảnh hưởng về sức khỏe mà kể cả ảnh hưởng về tinh thần ảnh hưởng về tâm linh mẹ của bạn luôn á, là có một cái cảm giác tội lỗi khi mà mình làm như vậy ba của bạn cũng cảm giác tội lỗi tại sao vậy tại sao lúc đó mình không chôn con mình trong phần đất của mình mà mình lại chôn con mình ở phần đất của người khác mình không bù đất cho nó hả là mình có thể gửi nó lên chùa hoặc là mình cúng quần cúng áo cho nó mình gửi nó lên chùa cho nó có được đi học còn đằng này quên hẳn nó luôn mình quên hẳn nó luôn đặt tên cho nó là vĩnh biệt xong là xong luôn không nhớ gì cả để nó hận mình nó đói khát nó lạnh lẽo như vậy thì các bạn nghĩ các bạn thấy thương thấy tội các bạn ha còn nếu mà mình á, mà mình không giữ á, mà mình để có thai ngoài ý muốn mà mình bỏ con mình giống vậy á, thì nó cũng sẽ hận mình như vậy đó các bạn cho nên đó là giữ gìn các bạn ha. Các bạn nam nếu mà thương các bạn nữ á, thì nên giữ gìn cho người bạn nữ, người bạn đời của mình. Còn nếu mà hả bạn nam mà vô tâm quá thì phụ nữ là phải giữ cái vấn đề đó, đừng để mang thai ngoài ý muốn mà không thể nào sinh được á thì mình phải bỏ là rất tội các bạn. Mà khi mà bỏ thai là coi như cái cảm giác tội lỗi nó theo mình suốt cả cuộc đời luôn thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về tiếp theo câu chuyện thứ ba câu chuyện này của một bạn nam bạn nam này kể về ba của bạn bạn kể rằng nhà bạn thì ở sài gòn nè mà không có biết rằng là ở quận mấy bạn kể là cách đây mấy năm về trước á trước nhiều năm sáu bảy năm trước thì ba của bạn hay nói đùa với mẹ bạn nói rằng là bà ơi bà thí dụ như á nếu mà tôi mà có chết á tôi mà có chết á thì sau này á bà bà đừng có thiêu tôi nha mà bà chôn tôi bà kiếm đất bà chôn tôi đi rồi cái lúc mà bà chết thí dụ như bà chết sao bà chết trước tôi thì tôi cũng sẽ chôn bà tốn thiêu bà đâu còn nếu mà tôi chết trước bà thì bà nhớ rằng á là bà chôn tôi chứ đừng thiêu tôi mà ba của bạn cứ đùa như vậy hoài mẹ của bạn mới la nó trời ơi ông du duyên ông đang sống khỏe mạnh tự nhiên ông nói chuyện kỳ xong cái tự nhiên ba của bạn bệnh qua đời các bạn sao những cái lời nói như vậy giống như trăng trói qua đời thì cái lúc ba bạn qua đời gia đình bạn rất là khó khăn bà nội của bạn á mới nói với mẹ bạn rằng là thôi bây giờ khó khăn quá thì chưa thì không có bà mẹ của bạn cũng đi xuống dưới á, là cái 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 nghĩa trang hiệp phước á mà hỏi cái giá đất ở dưới thì nó cao quá mẹ mua không nổi cho nên cuối cùng bà nội với mẹ mấy bàn với nhau nói rằng đó là thôi bây giờ á mình không có chôn mà mình thiêu mình thiêu hả mình thiêu xong rồi mình đem hả là cái cái tro cốt á mình đem mình thờ trong nhà luôn thì cuối cùng phải là quyết định như vậy thì khi mà quyết định như vậy á là Mấy ngày sau Sau khi mà ba của bạn mất là Bà nội và mẹ của bạn Cứ liên tục nằm mơ Thấy một giấc mơ duy nhất Là thấy ba của bạn các bạn Thấy ba của bạn về Mà ba của bạn ha Cái người thấy ghê lắm Mẹ với lại nội thấy y chang nhau Chỉ khác rằng là ba của bạn Nói với mẹ rằng là bà ơi Sao bà không có chôn tôi Mà bà thiêu tôi Mà bà thiêu tôi bà thấy không Da thịt của tôi nè nó đỏ lên nó nứt tôi nóng quá bà ơi nói vậy đó còn nói với là bà nội má ơi sao má không chôn con mà má thiêu con má ơi má nhìn đi má nhìn da con nè má má nhìn da tai da chân da mặt con nè nứt hết nứt hết đỏ con nóng quá má ơi mà coi như đêm nào cũng vậy các bạn cứ nằm mơ thấy liên tục trời ơi bà nội với mẹ mới kể cho nhau nghe kể cho gia đình nghe xong cái hả cứ thấy hoài thấy hoài mà sợ lắm cái mẹ của bạn á thì sợ mẹ của bạn á mỗi lần mà thấy ba của bạn nói rằng ông ơi ông ông đừng có nhát tôi tại vì á là gia đình mình á khó khăn quá à, nghèo không có tiền cho nên đâu có mua đất mà chôn ông được đâu thành ra mới thiêu ông thôi ông ơi ông đừng nhát tôi tôi sợ lắm hả à, ông đi siêu thoát đi tôi sợ lắm ông hả là năn nỉ xin lỗi quá trời luôn nhưng mà vẫn về hoài nói hoài các bạn cứ về đi vô nhà cái nói mà bà ơi bà sao bà không chôn tôi tự thiêu tôi da thịt tôi nứt hết rồi Nóng dữ lắm bà ơi Nói vậy đó ha Cái bà nội của bạn á Mới nói rằng là thôi chắc là phải Mời sư thầy về để mà Cúng tụng hả là Cầu siêu cho ba của bạn thì lúc đó là cũng có mời một vị sư quen một ngôi chùa quen xong cái đến cái cũng kể cái câu chuyện mà nhìn thấy vậy đó mẹ của bạn cũng kể rằng hồi trước đây á là ổng cứ nói với con rằng á là khi mà ổng chết trước con thì á là sẽ chôn ổng chứ đừng có thiêu thiêu ổng sợ thiêu ổng sợ nóng dữ lắm nhưng mà do khó khăn quá cho nên nó là gia đình con mới phải thiêu đem cho cốt để bàn thờ kìa, thì thầy cũng la thầy nói rằng nó là cái cái giống như là cái 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 uh, giống như là cái cái uh, chăn chói của người ta mà không có được thực hiện đó các bạn những thể là cái niềm mong ước của người ta không được thực hiện cho nên nó là cái vong sẽ quanh quẩn vậy hoài thầy cũng la thầy cũng trách nhưng thôi bây giờ lỡ rồi biết sao thì thầy cũng cúng và sau khi mà thầy cúng xong á Thì không còn Ba không còn về nữa Là ba của bạn mất cách đây 3 năm trước á Là chuyện này xảy ra cách đây 3 năm trước Là từ khi mà thầy cúng xong Là ba không còn về nữa các bạn Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam Đã gửi về cho kênh chúng ta Thì sẽ tiếp tục kể thêm Một chuyện của một bạn nữ Kể về ông nội của bạn thì chuyện này là ông nội của bạn kể, ông nội của bạn là đã trải qua khi còn rất là trẻ. Hồi xưa cái lúc mà ông nội còn trẻ mới chừng hai mấy ba mươi tuổi thôi. Thì hồi xưa là làm nghề là làm nông các bạn, làm lúa, làm ruộng á thì à, tối á là ông nội sẽ đi chơi bình thường á là ban ngày ông nội đi làm tới tối tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ là ăn cơm ăn cơm xong tắm rửa bắt đầu sẽ đi đi ra ngoài lộ để mà chơi đánh bài ông nội ghiền đánh bài lắm thì ông nội kể rằng đó là ông nội gan lắm ông nội thì cũng không có sợ ma gì đâu với lại là cứ mỗi lần đi là có mấy ông bạn cũng ở trong ruộng đó đó là sẽ xúm nhau đi mà đi là có đem theo bó lá dừa để tối khi mà về là sẽ đốt lá dừa đốt đuốc về mà đi một lần ba bốn ông vậy là không có sợ ma thì từ nhà từ trong ruộng mà đi ra ngoài lộ là cũng khoảng ba bốn cây đó các bạn mà hầu như ngày nào cũng đi hết bình thường không sao mà các bạn biết rồi trên cái phần ruộng là hay có những cái chòm mã là người ta hay chôn ngoài ruộng mình đi về miền tây hay là bất cứ miền nào là các bạn cũng sẽ thấy là có mấy cái ngôi mã mà chôn ngoài ruộng luôn á thì ông nội kể rằng hôm đó cũng vậy hôm đó cũng đi đánh bài xong cái tối về tối về cũng kéo một nhóm ba bốn ông đi mà khi đang đi vậy đó cái tự nhiên là nguyên nhóm thấy một con mèo đen mà con mèo đen nó rất là to Bự lắm Ông nội kể rằng con mèo nó bự thật là bự luôn Thì mấy ông này do là cũng ăn thịt mèo Thành ra mấy ông mới nói Ê có mèo kìa tụi bay có mèo đen trời ơi Bự quá Làm thịt nó, Bắt về làm thịt ăn Để nhậu Cái hả là mấy ông mới rượt mà Khi mà ông nội rượt á Ông nội kể rằng nha Cái lúc mà rượt theo Nó chạy ha Nó lúc nó chạy nhanh Lúc đó là mình thấy rằng là mình sắp rượt tới nó rồi nhưng sao tự nhiên nó thoát một cái nó mất tiêu nó chạy tút đằng kia mấy ổng cứ rượt cứ rượt cứ rượt vậy đó cho tới khi mà rượt ha vô tới cái chỗ đó nó đứng lại nó không chạy nữa cái mấy ổng mới dền thì thấy nó đứng ngay chỗ một cái mã nó đứng ngay chỗ đó thì mấy ổng mới nhào lại mấy ổng chụp một cái chụp một cái xong rồi ha là mấy ổng đem về đem về cái bỏ vô trong cái bao á các bạn tính rằng á là sẽ qua ngày hôm sau sẽ làm thịt con mèo này để mà nhậu thì cho tới hôm sau mở cái bao ra mà trong khi cái bao cột rất là chắc Cột chắc dữ lắm Mà khi mở cái bao ra toàn là đất xác không Chứ không phải là con mèo nào hết Toàn đất xác không Trời ơi mới biết rằng đó là chắc là ma gẹo mình rồi Đó là cái câu chuyện mà ông nội của bạn kể cho bạn nghe còn một chuyện nữa thì chuyện này là cũng xảy ra vào thời điểm đó luôn Thì cái hôm đó ông nội đi có mình à Không có đi chung với mấy ông kia khi mà ông nội về á là tự nhiên đang về Cái gió nó thổi một cái Cái đuốc á nó tắt các bạn Đuốc nó tắt luôn không có mồi lên được Không có cháy được Cái ông nội cứ lần đường về Mà cái hôm đó không có trăng nữa Cứ hả là thôi bây giờ mình quen đường rồi Thì mình đi về đi về cứ lần 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 vậy đó đang đi lần lần vậy tự nhiên thấy có một cái người đó mà ông nội nhìn từ xa ông nội thấy ông nội biết đó là đàn bà tại vì có bới một cái chùm tóc vậy nè bà bà cầm cái đuốc á bả dơ vậy nè bả đi trước á thì ông nội nghĩ rằng à có cái bà đó bả có cái bó đuốc mình đi theo cái cái mình đi theo cái cái đuốc của bả rồi ngồi về mình quẹo về nhà mình xong cái hả là cứ đi cứ đi ông nội ông nội nói rằng á là cứ đi theo bà đó bả đi mà ông nội theo y như là bị thôi miên vậy đó ha cho tới khi tự nhiên tới ngay chỗ nguyên một chòm mã đó có mười mấy ngôi mã vậy đó tự nhiên bả mất tiêu các bạn mất tiêu cái ông nội dòm lại không thấy bà đâu mà dòm lại toàn là mã không cái ông nội á là biết rồi biết rồi nãy giờ mình bị ma dẫn hàng kia mình đi theo mà mình cứ đi như là bị thôi miên vậy đó cái ông nội mới hả là đi lại thêm một khúc nữa là có nhà của người ta người ta có để nguyên một chồng củi á ông nội nằm kế ngủ kế bên chồng củi đó luôn chứ không về nữa tệ hả ngủ tới sáng hôm sau mới về nhà các bạn ông nội của bạn cũng gan chứ không có sợ ma nhiều thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thi đã kể xong tập 837 rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập 838 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha bây giờ là 23 giờ 14 phút à, hôm nay sẽ có chuyện kể chút xíu mới nãy thi ngồi vô cũng sớm lắm nhưng mà nói hoài nói hoài nói được 10 phút cái hả thấy không hờ, không hài lòng cho nên nó là tắt nói lại cho nên nó là bây giờ mới kể xong thì thôi bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở bữa sau thì cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha và chúc các bạn tối nay ngủ ngon còn những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào